Lionel Messi đã gây bão ở Major League Soccer, giải bóng đá nhà nghề Mỹ, MLS, ngay cả khi anh chưa thi đấu một trận nào. Và mọi sân vận động MLS mà anh ấy sẽ ghé thăm từ Dallas đến Charlotte đều có thể tạo ra sự bùng nổ thương mại mà ngay cả ngôi sao ca nhạc đồng quê Taylor Swift cũng sẽ ghen tị. Sự xuất hiện của Messi đã tạo nên cơn bão hoàn hảo ở League Cup mở rộng, giải đấu dành cho các câu lạc bộ Bắc Mỹ và Mexico, khi anh, Sergio Busquets và Jordi Alba xuất hiện trong trang phục polo hồng, phong cách Nam Florida và biến Inter Miami đang gặp khó khăn trở thành nhà vô địch của giải đấu. Nó bắt đầu bằng trận ra mắt của Messi và bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút thứ 94 trong trận mở màn vòng bảng giữa Inter Miami với đội bóng Mexico Cruz Azul hôm 22 tháng 7 và kết thúc bằng chiến thắng trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết cúp quốc gia US Cup trước Nashville. Đội bóng MLS có ít điểm nhất mùa này đã nâng cúp một phần lớn nhờ vào vua phá lưới mới năm 2023 Messi. Siêu sao người Argentina đã ghi bàn trong mọi trận đấu ở League Cup, tổng cộng 10 bàn sau 7 trận. Đó khiến mọi tỷ lệ cược ở bóng đá Mỹ phải quay kèo. Và bây giờ, trong trận ra mắt ở MLS, bàn thắng trong hiệp 2 của Messi giúp Inter Miami đánh bại New York Red Bull 2-0, có chiến thắng đầu tiên sau 11 trận chỉ từ hòa đến thua. Hồi tháng trước, cựu danh thủ này là huấn luyện viên Wayne Rooney của DC United cảnh báo Messi sẽ không cảm thấy dễ dàng ở MLS. Chúng ta sẽ vẫn phải tôn trọng ý kiến này, nhưng cũng phải nói rằng 11 bàn thắng sau 9 trận cùng một chiếc cúp thì rõ ràng là sự khác biệt. Thậm chí, Messi đang trên đường phá các cột mốc của MLS ở tuổi 34 nếu mọi chuyện tiếp tục như hiện nay. Đầu tiên là kỷ lục ghi 10 bàn nhanh nhất trong lịch sử MLS. Messi không mất nhiều thời gian để ghi 10 bàn đầu tiên trong màu áo Inter Miami. Hiện anh chỉ mới có một bàn tại MLS, nhưng có lẽ anh sẽ sớm ghi đủ 10 bàn thôi. Để lập kỷ lục ghi 10 bàn thắng nhanh nhất tại MLS, Messi sẽ cần phải đạt được điều đó sau 9 trận, vượt qua Carlos Ruiz và Mamadou Diallo. Còn để trở thành người ghi 5 bàn nhanh nhất, Messi sẽ cần phải làm nhiều hơn một chút vì đồng đội hiện tại ở Inter Miami là Josep Martinez và Ruiz đều có 5 bàn thắng đầu tiên sau 3 trận ở giải đấu. Nghĩa là Messi cần lập hat-trick trong ít nhất 2 trận sắp tới. Tuy nhiên Messi đã không lập được hat-trick với PSG, còn hat-trick cuối cùng ở cấp câu lạc bộ đến cách đây đã hơn 3 năm trong màu áo Barca. Nhưng hãy nhớ Messi đã có 57 hat-trick trong sự nghiệp với 48 lần tại câu lạc bộ, trong đó có 36 trận ở La Liga. Một kỷ lục khác đang chờ đợi Messi là ghi bàn liên tiếp nhiều trận. Hiện Josep Martinez của Atlanta United đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn trong 15 trận MLS liên tiếp trong mùa giải 2019. Chuỗi ghi bàn tốt nhất của cá nhân Messi trên mọi đấu trường với Barcelona là vào mùa đông năm 2012 đến năm 2013, nơi anh ghi 16 bàn sau 10 trận liên tiếp. Nhưng cũng mùa đó, Messi từng ghi bàn liên tiếp 21 trận ở La Liga kéo dài từ đầu tháng 11 đến đầu tháng 5. Tuy nhiên, có lẽ kỷ lục dễ hơn cho Messi là ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải, dù chắc chắn là nó không thể nằm trong mùa này khi đã đi hết nửa chặng đường MLS. Kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải MLS là 34, do Carlos Vela thiết lập cho LAFC vào năm 2019, và cầu thủ người Mexico chỉ cần 31 trận đấu để đạt được điều đó. Hiện Messi còn tối đa 12 trận đấu ở MLS trong năm 2023 này mà thôi. Từ khi có Messi, đội bóng Inter Miami từ hạng 891 thăng lên 372 trong bảng xếp hạng quyền lực câu lạc bộ của Opta, chỉ trong 28 ngày. Một cột mốc khác nằm trong tầm tay của Messi là số bàn thắng từ đá phạt. Hai trong số các bàn thắng ở League Cup của Messi là đá phạt, nâng tổng số bàn thắng ở cấp câu lạc bộ của anh lên 54 trên mọi đấu trường ở Tây Ban Nha, Pháp và giờ là Mỹ. Messi là bậc thầy tiềm năng của kịch bản bóng chết MLS. Kỷ lục đá phạt của MLS có từ năm 2003. Và vào thời điểm đó Sebastian Giovinco dẫn đầu với 13 bàn thắng từ đá phạt cho Toronto FC. Gần đây, con số này ngày càng kém. Giovinco ghi 6 bàn từ đá phạt ở mùa giải 2017. Còn từ lúc David Beckham đến Mỹ thì chỉ có 3 cầu thủ ghi được ít nhất 4 bàn từ đá phạt mà thôi. Trong khi đó, số bàn thắng từ đá phạt nhiều nhất của Messi ở châu Âu là 8 bàn sau 50 trận ở mùa giải năm 2018-19 trên mọi đấu trường với Barcelona. 6 trong số đó đến ở các trận đấu ở La Liga. Cuối cùng là kỷ lục về kiến tạo, một thuận lợi dành riêng cho Messi. Năm 2000, một huyền thoại của bóng đá Nam Mỹ là Carlos Valderrama lập kỷ lục MLS với 26 pha kiến tạo cho Tampa Bay. Messi có một pha kiến tạo trong 7 trận đấu ở League Cup, nhưng lại có được 2 pha kiến tạo ở bán kết US Open Cup. Hồi còn ở PSG, Messi có 16 pha kiến tạo trong 32 trận đấu ở League 1.